Hello, xin chào các bạn, mình là Trương Khai Phát. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 5 combo kết hợp tay chân nắm đá mà mình thường hay tập luyện. Và những combo này rất là dễ, rất thích hợp cho những người mới bắt đầu. Và các bạn có thể tự tập luyện combo này tại nhà. Và hiện tại thì mình sẽ tập luyện cái combo này, 5 cái combo này bằng việc đánh gió và đánh với bao cát nha các bạn. Ok, đến với combo đầu tiên. Combo số 1, mình sẽ kết hợp giữa tay số 1 và đá chân sau. Cái chân sau á, mình có thể đá khoang trụ, bụng và mặt. Sẽ thi phạt. 1, phan trụ hoặc là đá bụng, 1, đá bụng hoặc là đá mặt, 1, đá mặt. Combo số 2 mình sẽ kết hợp giữa tay số 1 bẻ góc cuốn tay số 3. Và khi mình đá thì mình có thể đá bụng hoặc là đá đầu. Bây giờ mình sẽ thi phạm. 1 bẻ góc đá bụng là 1 bẻ góc đá cạp. Ok. Sẽ lưu lại. 1 bẻ góc đá bụng. 1 bẻ góc đá cạp. Combo thứ 3 mình sẽ kết hợp giữa đòn đạp 4-1-2 và đá chân trước. Cái chân trước á, các bạn có thể đá body hoặc là đá cao, tùy theo các bạn, cách các bạn xử lý. Ok, mình sẽ bắt đầu. Đạp 1-2, bước lên, đá. Và cách thứ hai mình có thể nhảy đổ chân. Đạp 1-2, nhảy. Ok, giờ mình sẽ lắp chân. Và combo thứ tư mình sẽ kết hợp giữa đá chân sau, tắm tay sau và kết hợp với 3-2. Ok, tôi quên. 2 bước lên đá, rút chân về lại. 3-2. Ok, sẽ tập nhanh. 2 bước lên đá. 3-2. Khi các bạn rút chân về, các bạn trả chân về là mình sẽ bước lên, nhịp bước lên và quấn xoa. 3-2. Ok, lại. 2 đá. Ok, combo thứ 5. Cái combo này mình rất thích tập luyện nha các bạn. Mình có thể kết hợp giữa 1, 2, 3 đá trụ. Tay số 3 mình quấn trên mặt á. Nếu mình không thích quấn á, mình có thể quấn, mình sẽ móc dưới bụng. Ví dụ như 1, 2 móc dưới bụng và đá trụ. Hoặc là mình sẽ quấn kết hợp cả hai thứ, móc trên mặt và móc trên bụng. 1, 2, 3 trả về, móc bụng. Đá. Ok, đó là ba cách, giờ mình sẽ làm nhanh thôi. Móc trên mặt. Púp púp púp. Và móc cái bụng. Búp, 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 búp. Rồi, móc trên mặt và bụng. Búp, 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 búp. Và cái đòn low kick á, mình có thể đá phan trụ hoặc là mình có thể đá cao. 1 2 3, ví dụ như mình không đá vô trụ thì mình sẽ đá cao. Búp. Đó, hoặc là mình móc cái mặt với bụng. Thì mình đá cao. Đó là tùy theo cách các bạn và dạng các bạn tư duy trong trận đấu. Bộ số 5. Ok, và đây là 5 combo mà mình thường hay tập luyện để chuẩn bị thi đấu. Những combo là đơn giản. Các bạn có thể tham khảo để tập luyện những combo này và biến nó thành sở trường của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ đón xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.